Rồi chúng ta tiếp tục môn kỹ thuật lắp xe cần đẩu. Một chi tiết và dụng cụ. Tên gọi, số lượng. Hai, quy trình thực hiện. Lắp từng bộ phận, lắp ráp xe cần cẩu. Một, lắp từng bộ phận, lắp giá đỡ cẩu, lắp cần cẩu, lắp các bộ phận khác. Hai, lắp ráp xe cần cẩu, lắp cần cẩu vào giá đỡ cẩu, lắp ròng rọc vào cần cẩu, lắp trục quay vào cần cẩu, lắp dây tời vào ròng rọc và buộc vào trục quay, lắp các trục bánh xe vào giá đỡ cẩu, sau đó lắp tiếp các vòng hãm và các bánh xe còn lại. Ghi nhớ. Thao tác kỹ thuật lắp ráp từng bộ phận xe ben. Khung sàn xe và các giá đỡ. Các chi tiết lắp sàn cabin và các thanh đỡ. Giá đỡ trục bánh xe sau. Trục bánh xe trước. Cabin xe. Lắp xe ben theo các bước.